Liên quan đến vụ việc một cô gái tử vong gần 2 năm trên ghế sofa tại một căn hộ cao cấp ở Hà Nội gây xôn xao dư luận, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm cho biết, lý do không kịp thời phát hiện lúc người phụ nữ tử vong ở chung cư cao cấp là do người ngoài không ai vào được căn hộ. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, chiều 26 tháng 4, ban quản lý tòa nhà cùng lực lượng chức năng phát hiện một cô gái tử vong trên ghế sofa trong tình trạng đã khô. Vào cuộc điều tra, ban đầu, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ tử vong trên ghế sofa vào khoảng tháng 9 năm 2022. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, bố mẹ người phụ nữ đã đến nhận con và cho biết con gái của họ mua chung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu, gia đình đi tìm con suốt 2 năm nay. Về việc gia đình thông báo con gái họ đã mất tích nhiều năm qua, lãnh đạo phường cho biết chính quyền không nhận được thông tin nào như vậy. Đại diện công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác định là nữ giới, sinh năm 1995, tử vong trong hơn một năm trong căn hộ chung cư. Xác người này đã khô lại. Ban quản lý căn hộ chung cư cũng xác nhận sự việc trên và cho biết thêm người tử vong quê ở Đồng Nai và nguyên nhân vì sao phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Là một trong số những người về sống đầu tiên ở tầng 32, tòa S403, anh Nguyễn Toàn cho hay tầng có lập một nhóm Zalo nhưng nhóm này chỉ trao đổi những công việc chung, chẳng hạn như nhắc nhở mọi người bỏ rác đúng nơi quy định, không được làm ồn. Tầng rất ít giao lưu nên nhà nào biết nhà đấy. Người này thông tin, năm 2022, anh về đây và đã thấy chị ấy, nhưng thời điểm đó vẫn còn dịch nên mọi người không trò chuyện với nhau, chỉ lướt qua cái rồi thôi. Đúng là nhiều tháng qua, không gặp chị ấy và đến ngày hôm qua mới nhận được thông tin trên. Cũng theo anh Toàn, cuối năm 2022, một số cư dân trong tầng có thấy mùi hôi nhưng cứ nghĩ rò rác. Thêm vào đó, anh cũng nghe những người trong tầng nói là trước đó căn phòng trên thường phát ra tiếng cãi cọ giữa đàn ông và phụ nữ, nhưng sự việc cụ thể thì dân cư ở đó không nắm được. Được biết, trên hệ thống nhà cung cấp nước sạch cho tòa nhà S403, căn hộ này mang tên DPMK. Điều đáng chú ý là căn hộ vẫn còn nợ tiền điện, tiền nước từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022, với số tiền lần lượt là 2,9 triệu đồng và 421.322 đồng. Theo đó, nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện cắt điện, cắt nước của căn hộ này từ thời điểm trên do chủ hộ chưa thanh toán tiền. Trước đó, tối 26 tháng 4, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một cô gái tử vong đã khô trên ghế sofa tại một chung cư cao cấp ở phường Tây Mỗ. Theo đoạn chia sẻ, căn hộ nơi xảy ra vụ việc đã khóa cửa nhiều năm. Người muốn thuê nhà tới liên hệ nhiều lần nhưng không được. Sau đó mọi người nhờ ban quản lý, công an và các ban ngành tới kiểm tra thì phát hiện sự việc. Nạn nhân là nữ giới. Nhiều người cho rằng người phụ nữ này từng ở đây 2 năm trước, sau đó không còn xuất hiện. Thưa quý vị, liên quan đến vụ bộ hài cốt của chị Nguyễn Thu Thanh được phát hiện trong bể phốt của gia đình một người dân tại địa bàn thành phố Hải Phòng, trở thành từ khóa hot search thời gian gần đây với sự quan tâm chú ý đặc biệt từ dư luận. Từng chi tiết liên quan đến vụ án đều đang trở thành ẩn số, đặt ra nhiều khó khăn thách thức với lực lượng chức năng do thời gian đã trôi qua hàng thập kỷ, hiện trường vụ án cũng không còn. Theo thông tin mới đây nhất, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án sát hại người để điều tra nguyên nhân cái chết bí ẩn của bộ hài cốt này. Hài cốt phụ nữ mất tích 13 năm ở Hải Phòng, khởi tố vụ án giết người. Sáng ngày 19 tháng 12, đại diện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng cho biết, liên quan vụ hài cốt người phụ nữ mất tích 13 năm được tìm thấy trong bể nước thải, cơ quan công an đã khởi tố vụ án sát hại người. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thu Thanh, sinh năm 1988, trú ở làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hài cốt chị T được ông Nguyễn Văn Quỳ phát hiện vào ngày 6 tháng 12 trong quá trình đi tìm chó mất tích. Nơi tìm thấy hài cốt chỉ cách nhà chồng của chị T khoảng 300m. Cơ quan chức năng xác định hài cốt người phụ nữ xấu số, có đường bị lún sọ, khả năng bị thương. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ. Hé lộ cuộc điện thoại bí ẩn ngày đông giá rét, giấu người phụ nữ giao ga mất tích 13 năm. Cuộc điện thoại gọi giao ga bí ẩn. Ngày 13 tháng 12, theo người thân của nạn nhân thì chị Thanh lập gia đình với anh Tiến, người cùng thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân vào năm 2006. Hai vợ chồng sinh được một bé trai và ở riêng cách nhà bố mẹ chồng vài chục mét. Hằng ngày thì chị Thanh phụ trách việc buôn bán ga tại cửa hàng gia đình. Còn anh Tiến thì làm nghề lái xe tải nên thường đi sớm về khuya. Có đợt theo xe, theo hàng phải xa vài ngày.
Tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó, vợ chồng chị Thanh Anh Tiến được người dân trong thôn, trong xã rất quý mến. Khi nhận được hung tin chị Thanh mất tích sau lần giao ga định mệnh vào một ngày đông giá rét cuối năm 2010, khiến ai nấy đều bàng hoàng. Bà Phan Thị Được, mẹ chồng của chị Thanh kể lại, đêm mùng 3 tháng 12 năm 2010, chị Thanh nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao một bình ga nên đã nhờ bà Được trông cậu con trai 3 tuổi để chị đi xe máy chở ga giao cho khách. Đến chiều tối đợi mãi không thấy con dâu về, bà Được nóng ruột gọi điện thoại liên tục nhưng không được. Như có linh cảm điều chẳng lành, bà Được thông báo cho gia đình thông gia rồi cùng với mọi người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng chị Thanh vẫn bặt vô âm tín. Chính quyền xã Lại Xuân cũng liên tục phát đi thông tin tìm kiếm chị Thanh trên hệ thống loa truyền thanh. Thời điểm chị Thanh mất tích, anh Tiến, chồng của chị, đang theo xe hàng vào miền Nam. Nhận được tin cũng vội vã trở về quê nhà. Anh Mạc Văn Duy, em rể của nạn nhân Thanh nhớ lại, ngày hôm đó mọi người tìm kiếm thâu đêm suốt sáng. Đến sáng ngày 4 tháng 12 năm 2010, chiếc xe máy quay Trung Quốc cũ của chị Thanh dùng để chở ga được ông Phan Văn Đạt phát hiện dưới khu vực cửa cống trong lúc tháo nước trong đầm nuôi cá ra sông Kinh Thầy. Đầm cá của ông Đạt nằm ở cuối thôn Pháp Cổ, cách xa khu dân cư, cách hiện trường nơi tìm thấy bộ hài cốt khoảng 300m và cách nhà chị Thanh khoảng 700m. Việc kiếm tìm khắp hang cùng ngõ hẻm, dọc bờ đê, trong đầm cá và ngoài sông Kinh Thầy được kéo dài cả tháng. Hễ nghe ở đâu người dân hay cơ quan chức năng phát hiện có người mất là nữ thì gia đình anh Duy, anh Tiến tức tốc tìm đến để nhận dạng. Mệt mỏi không có chút hy vọng, việc tìm kiếm cũng được gia đình hai bên nội ngoại tạm khép lại. Nhưng gia đình vẫn nuôi hy vọng chị Thanh vẫn còn sống và một ngày nào đó chị sẽ quay trở về. Anh Duy nói ngày đó, gia đình cũng đã nghĩ đến việc trích xuất cuộc gọi điện thoại gần nhất của ai đó liên hệ với chị Thanh mua ga. Nhưng điện thoại của nạn nhân không tìm thấy, còn đơn vị viễn thông từ chối. Anh Duy cũng cho hay sau khi nhận được hung tin từ cơ quan chức năng về việc bộ hài cốt được tìm thấy trong khuôn viên nhà ông Nguyễn Văn Quỳ là chị Thanh, bố mẹ chị đã suy sụp, đổ bệnh, hiện đang phải điều trị. Mong muốn vụ án sớm được làm rõ. Theo anh Duy, bà Được và mọi người thân trong gia đình đang ngóng chờ thông tin chính thức từng ngày, từng giờ từ phía cơ quan điều tra để sớm đưa hài cốt của chị Thanh về quê an táng. Bà Hoàng Thị Hiên, bí thư đảng ủy xã Lại Xuân cho biết, không chỉ chính quyền mà cả người dân trong xã mong muốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng sớm điều tra làm rõ. Thượng tá Vũ Văn Thưởng, trưởng công an huyện Thủy Nguyên, nhận định đây là vụ án mạng xảy ra gần 13 năm trước, mọi dấu vết tại hiện trường không còn khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo ông Thưởng, cơ quan điều tra đang quyết tâm làm rõ. Trước đó, ngày 7 tháng 12, ông Nguyễn Văn Quỳ ở thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, thức dậy không thấy con chó trong nhà đâu nên đi tìm. Ra phía sau nhà, ông Quỳ nhìn xuống bể phốt không có nắp đậy để xem con chó có bị rơi xuống đó hay không. Bất ngờ thấy có tóc người nổi trên bề mặt. Cầm cây chọc xuống, kiểm tra, chủ nhà hoảng hốt phát hiện phía dưới là một bộ hài cốt người nên vội vàng báo cho công an. Nhận tin báo, công an huyện Thủy Nguyên nhanh chóng có mặt, phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hải Phòng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, phục vụ điều tra. Qua khám nghiệm sơ bộ, cơ quan điều tra xác định bộ hài cốt là của nữ giới, tử vong từ nhiều năm trước. Để xác định danh tính nạn nhân, cơ quan điều tra đã lấy mẫu xương cùng mẫu vật phẩm của người thân chị Thanh gửi đi giám định ADN. Kết quả cho thấy bộ xương đó là của chị Nguyễn Thu Thanh, sinh năm 1988 ở thôn 5, thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Liên quan đến vụ án nghiêm trọng này, điều khiến dư luận không khỏi xót xa đó chính là nỗi đau day dứt khôn nguôi của người nhà nạn nhân khi nghe được tin sét đánh ấy. Hình ảnh người mẹ chồng cùng với đứa cháu thơ dại ngóng chờ tin tức trong vô vọng, hồi tưởng về hành trình 13 năm tìm con dâu, người phụ nữ chẳng thể kìm được nước mắt. Vụ phát hiện hài cốt người phụ nữ giao ga, 13 năm tìm kiếm trong vô vọng. Ngày 12 tháng 12, Công an thành phố Hải Phòng cho hay đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Nguyễn Thu Thờ, sinh năm 1988, trú tại thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Theo bà Phan Thị Đê, mẹ chồng nạn nhân, trưa ngày 3 tháng 12 năm 2010, chị Thờ nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao ga. Sau đó chị Thờ liền đi xe máy chở ga đến địa điểm giao hàng và từ đó bật vô âm tín. Thời điểm đó, vợ chồng chị Thờ đã ra ở riêng cách nhà bà Đê vài bước chân. Do con còn nhỏ nên chị nhờ bà nội chăm sóc mỗi khi đi giao hàng.
Hai ngày trước khi chị Thờ mất tích, chồng chị theo xe container của một người ở cùng làng và miền Nam giao nhận hàng hóa. Thấy con dâu đi giao ga từ giữa trưa nhưng đến chiều tối không về, điện thoại không liên lạc được. Bà Đê do hỏi người thân và gia đình thông gia nhưng cũng không có thông tin gì về chị Thờ. Ngày 4 tháng 12 năm 2010, trong khi mở cống thoát nước ở khu đầm 32 ha trên địa bàn thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, cách nhà chị Thờ khoảng 1 km, người dân vô tình phát hiện một chiếc xe máy của chị Thờ vứt dưới cửa cống. Nhận được tin vợ bỗng dưng mất tích, anh Tê tức tốc trở về cùng người nhà hai bên nội ngoại tỏa đi tìm người phụ nữ này. Từ manh mối về chiếc xe gắn máy được phát hiện ở cửa cống khu đầm 32 ha, gia đình nạn nhân đã huy động hàng chục người tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng khắp khu đầm rộng khoảng hơn 30 ha. Ông Phạm Văn Đê, bác anh Tê kể lại, lúc đó vào đầu tháng 11 âm lịch, trời rét khoảng 10 độ, nhưng bốn bố con tôi cùng hơn chục người đã lặn xuống khu vực cống 32 để tìm cháu Thờ. Cả ngày tìm kiếm dưới cái rét cắt da cắt thịt, phải ngâm mình trong nước sâu, gia đình càng tìm càng vô vọng. Mở rộng địa bàn tìm kiếm trong nhiều tháng trời, gia đình anh Tê còn vào các khu vực chân núi đá, lần mò tới các ngóc ngách của hệ thống hang động tại đó để tìm kiếm tung tích chị Tê. Bà Đê, mẹ chồng nạn nhân chia sẻ, mỗi khi có được thông tin dù mong manh đến mấy, gia đình tôi cũng sắp xếp công việc để tìm kiếm con dâu. Có lần nhận được thông tin một thi thể nữ chết trên sông Hồng, cả gia đình cũng lặn lội lên Hà Nội để tìm hiểu với nhiều hy vọng nhưng cuối cùng lại trở về tái trắng. Lúc nào tôi cũng hy vọng một ngày nào đó con tôi trở về đoàn tụ cùng gia đình. Theo bà Đê, vào sáng ngày 7 tháng 12 năm 2023, khi ông Nguyễn Văn Quỳ ở thôn 5 xã Lại Xuân gặp bà Đê đang bán hàng ăn sáng gần nhà và có nói về việc phát hiện một bộ hài cốt trong bể nước. Nhưng lúc đó bà Đê không nghĩ rằng đó là thi thể của con dâu mình. Vụ bộ xương trong bể nước có dấu hiệu bị gây thương tích khi còn sống. Hiện trường đã phát hiện ra bộ xương là bể nước của nhà ông Nguyễn Văn Quỳ, trú tại thôn 5, Pháp Cổ, xã Lại Xuân. Bộ xương được tìm thấy trong lúc người đàn ông dọn dẹp khu nhà vệ sinh của gia đình để hoang đã lâu không sử dụng. Quá hoảng sợ, ông Quỳ đã báo ngay cho cơ quan chức năng. Ông Quỳ cho hay lúc đầu ông Quỳ tưởng xương của động vật, nhưng sau khi định thần kiểm tra thì xác định đó là bộ xương người. Nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an xã Lại Xuân đã có mặt phong tỏa, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng khám nghiệm hiện trường. Kết quả khám nghiệm sơ bộ xác định bộ xương người là nữ giới đã tử vong nhiều năm trước. Khu vực phát hiện vụ việc cách xa khu dân cư, tiếp giáp khu vực núi đá nên khá hoang vắng. Một người dân sống ở thôn Pháp Cổ cho biết, tại thôn Pháp Cổ gần khu vực phát hiện bộ xương có hai người phụ nữ mất tích nhiều năm, đến nay chưa tìm thấy tung tích. Trường hợp thứ nhất là chị T, cư trú cách đó khoảng hơn 200 mét. Theo người dân cho biết, vào năm 2010, chị T bị mất tích, đến nay chưa tìm thấy tung tích. Trường hợp thứ hai là chị C chưa lập gia đình, cũng trú gần khu vực phát hiện bộ xương. Theo người dân, rất có thể bộ hài cốt này là của một trong số hai phụ nữ trên. Sau 4 ngày lấy mẫu xét nghiệm ADN, cơ quan chức năng đã xác định được nạn nhân là chị Nguyễn Thu Tê, sinh năm 1988, trú tại thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân. Kết quả giám định còn xác định nạn nhân có dấu hiệu bị gây thương tích nhiều chỗ và không loại trừ khả năng chính những vết thương này đã dẫn tới sự ra đi của chị vào 13 năm trước. Ông Quỳ cho hay, bể nước nơi phát hiện hài cốt của chị Tê bỏ hoang đã lâu, nằm trong khuôn viên khu vườn rộng hàng trăm mét vuông không tường rào, cách biệt nơi sinh hoạt của gia đình ông. Nếu không phải do lần này dọn dẹp thì không biết đến bao giờ sự thật rùng rợn này mới được vén màn. Theo thông tin được gia đình cung cấp, vào cuối năm 2010, chị T đi giao ga cho khách hàng rồi mất tích bí ẩn. Tại thời điểm đó, chị T đã lập gia đình, đang nuôi hai con nhỏ. Cơ quan chức năng thời điểm đó chỉ tìm thấy xe máy của chị T đã sử dụng dưới mương nước thuộc xã Lại Xuân. Theo thông tin từ người nhà gia đình nạn nhân, khu vực phát hiện chị T chỉ cách nhà khoảng 300 mét. Sau khi chị T mất tích, gia đình và hàng xóm cũng đã đi tìm, thậm chí báo cho cơ quan công an. Thế nhưng chỉ tìm thấy chiếc xe của chị cạnh mương nước. Thời gian sau, gia đình nạn nhân còn phải chịu tiếng oan khi không ít người không rõ sự tình còn cho rằng chị T bỏ nhà đi theo trai và muôn vàn những câu chuyện được theo dệt từ vụ mất tích của nạn nhân. Hiện gia đình chị T đã nhận được tin báo của cơ quan chức năng về vụ việc trên. Sau khi di hài của chị T được bàn giao, gia đình sẽ tổ chức lễ an táng cho người phụ nữ xấu số này. Đồng thời, gia đình cũng rất mong mỏi cơ quan chức năng sớm tìm ra được nguyên nhân sự ra đi tức tưởi của chị T và cho gia đình một câu trả lời thỏa đáng. Một vụ án với manh mối ít ỏi. Toàn bộ hiện trường vụ việc đều không còn do đã trải qua được 13 năm trở thành bài toán chưa có lời giải với lực lượng chức năng.
Liệu rằng trong thời gian tới đây sẽ còn những tình tiết mới nào được đưa ra ánh sáng? Nghi phạm thực sự đang ở đâu? Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.